Đây là ánh ương nha cả nhà. Đó, mười mấy con á. Rồi mình sẽ làm món ánh ương nấu lá me. Ok, giờ sau khi mình nấu khoảng 20 phút rồi. Giờ mình bỏ cái lá me vô nghe cả nhà. Lá me. Đây là cục me, nếu mà nó không có chua mình bỏ thêm cục me vô. Nêm luôn. Nêm đường rồi, ok rồi, me vô. Ok, nêm nếm nữa, vừa ăn là mình đem nhau ăn được rồi đó. Hello, hôm nay mình mời cả nhà ăn với ảnh ương nấu lá mè với mình nha. Đây, ảnh ương trứng không nha. Nấu lá mè nấu chua. Nước ngon lắm. Chấm với muối ớt cay ha. Đây, trứng nè cả nhà. Lấy cái bao tử với ruột ra. Trứng nó ngon lắm. Đây xin mời cả nhà ha. Trứng ngon lắm luôn á. Quá trứng luôn. Lấy ruột này ra bỏ ha. Đây, trộn trứng nè. Quá trời. Mời cả nhà.
trứng này quá đã luôn. Trứng béo trúng cái mặt rồi, đắng quá. Bỏ khúc ruột đi, trứng này. Đầu à. Bỏ cái hộp đi. Có lực ăn không? Không có trứng ăn không? Không có trứng ăn ngon.
nước ngon quá. Con lịch này ăn dở lắm cả nhà, không có trứng ăn nó dở vậy, chỉ có mấy con cái mới có trứng mới ngon thôi. Con lịch này ăn dở luôn, để hôm mốt mình kiếm thêm mấy con cái, bắt được không 4 con cái không bắt thêm. Ok, mình dừng video đây nha cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem, chào tạm biệt.